của trường cao đẳng nghề An Giang. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Cơ điện tử học, chương trình đào tạo quốc tế của Đức tại trường cao đẳng nghề An Giang. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị diễn giả của chương trình. Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn thầy Nguyễn Đức Tài, giảng viên của tổ cơ điện tử của trường cao đẳng nghề An Giang. Thưa quý vị và các bạn, thì trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Thì ngành này sẽ học về những cái lĩnh vực và những kiến thức gì? Thì chúng ta sẽ cùng mời thầy Nguyễn Đức Tài, thạc sĩ của tổ cơ điện tử sẽ trả lời cho câu hỏi này. Xin mời thầy. Xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh và cũng như kính chào Thiên Thanh. Thì để trả lời cho câu hỏi là cơ điện tử học gì và cơ điện tử là gì, thì kính mời quý phụ huynh và các em xem một đoạn clip như sau. Do quá trình mà đào tạo rèn luyện và cũng như là đam mê nghiên cứu học thì các bạn sinh viên của nhà trường cũng đã tham gia vào cái sân chơi lớn này.
Bên cạnh đó thì các em cũng đạt một số thành tích khác, chẳng hạn như là chúng ta có một giải thưởng là sáng tạo thanh niên di động toàn quốc, một giải thưởng là sáng tạo học kỹ thuật toàn quốc, và cũng như là vừa rồi là các bạn trong cái đại dịch vừa rồi thì các bạn cũng nghiên cứu ra chế tạo là máy rửa tay tự động hoặc là buồn khử khuẩn, thì chính vì vậy là đã góp phần cho công tác phòng chống dịch. Thì như quý vị khán giả đã biết là vừa rồi thì trường cũng tổ chức một cuộc thi là sáng tạo chế tạo máy rửa tay tự động phục vụ cho công tác phòng chống dịch, thì các bạn sinh viên của ngành cơ điện tử cũng đã tham gia và cũng có nhiều thành tích cao trong lĩnh vực này. Xin được cảm ơn thầy. Thì được biết là ngành cơ điện tử là một ngành mới của trường và cũng được tổ chức GSX của Đức hỗ trợ và đầu tư, thì xin thầy sẽ giới thiệu sâu hơn về những cái cơ sở vật chất hiện có của trường đang dành cho cái ngành này như thế nào để cho các bạn cũng như là quý phụ huynh sẽ hiểu rõ thêm về cái nội dung này. Xin mời thầy. Để trả lời của câu hỏi của Thiên Thanh thì và cũng như là quý phụ huynh, thì mời quý phụ huynh và các em học sinh thì chúng ta sẽ tham quan một số cái hình ảnh của các cái xưởng thực hành của ngành cơ điện tử. Ngành cơ điện tử đã được tổ chức hợp tác Đức GSX tài trợ là 8 xưởng thực hành của ngành cơ điện tử, và nó đã đảm bảo rằng là cho đầy đủ các kiến thức mà giống như là nãy là tôi đã có giới thiệu với quý vị, đó là về cơ khí, về điện tử, về khoa học máy tính và cũng như về tự động hóa để cho các em có thể thực hành. Bên cạnh đó là tất cả những xưởng này phải đảm bảo theo quy chuẩn của cộng đồng liên kết. Các quý vị có thấy rằng đó là về chui điện và cũng như là các cái sàn của các khu xưởng là chúng tôi cũng đã trải thảm cách điện để đảm bảo cho các em có những cái môi trường thực tập thực hành an toàn giống như là môi trường của chuẩn của châu Âu. Tất cả 8 xưởng này thì đã được đầu tư là khoảng là 1.500.000 euro. Bên cạnh đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ được là hỗ trợ và cũng như là chuẩn hóa tất cả những cái xưởng nâng thêm một cấp độ nữa để đảm bảo rằng xây dựng hệ thống là hệ thống xưởng 3 cấp độ theo đúng tiêu chuẩn của Đức, để sau này chúng ta có thể là cấp các chứng nhận của Đức cho những sinh viên tham gia học ở đây. Bên cạnh đó thì các sinh viên tham gia học thì sẽ có những cái thiết bị riêng để chúng ta có thể thực hành. Như chỗ Thiên Thanh và cũng như quý vị khán giả đã thấy thì chúng ta có là những rất là nhiều máy tính, và mỗi em sẽ có thể thực hành trên máy tính và tùy vào mô đun. Có những mô đun thì chúng ta sẽ thực hành trên một hai người như một hệ thống, hoặc là những mô đun thì chúng ta có thể thực hành độc lập. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có hai xưởng là có được thiết kế giống như những cái xưởng gia công bên ngoài của các khu công nghiệp. Tức là ngoài việc mà chúng ta lưu ý rằng là đối với những cái đơn vị khác thì chúng ta sẽ đào tạo theo kiểu là các xưởng là theo dạng giống như là mô hình dạy học, mô hình hành. Nhưng mà riêng đối với các xưởng này thì chúng tôi đã được trang bị hai xưởng, đó là bao gồm là xưởng điện tử và xưởng đề tài. Cơ điện tử thì hai xưởng này được đảm bảo rằng là chúng ta sẽ học những kiến thức giống như là chúng ta đang gia công sản xuất bên ngoài ở tại công ty. Ở ngoài những cái xưởng điện tử ra thì chúng tôi có những cái xưởng về cơ khí, những xưởng về hàng nội, những xưởng về lập trình nâng cao, thì như vậy thì chúng tôi có thể đảm bảo được các cái cấp độ đào tạo của theo chuẩn của Đức. Xin cảm ơn thầy. Thì thông qua cái clip cũng như là phần giới thiệu của thầy thì chúng ta cũng đã nhìn thấy được những cái cơ sở vật chất của cái ngành cơ điện tử rất là hiện đại, và đặc biệt là được đầu tư rất là quy mô. Và cũng xin giới thiệu thêm với quý vị và các bạn thì chương trình chúng ta hôm nay được thực hiện tại hai phim trường để đảm bảo các quy định của giãn cách, và một phần các cái trang thiết bị của cái để phục vụ cho cái buổi tư vấn hôm nay ngày hôm nay là cũng được đầu tư bởi cái tổ chức GSX của Đức hỗ trợ.
Thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đặt câu hỏi cho diễn giả của chúng ta ở tại phần comment của cái livestream hôm nay, cũng như là tương tác qua cái phần tin nhắn đối với trang fanpage. Thì chúng tôi có một câu hỏi đầu tiên dành cho diễn giả của chúng ta. Thưa thầy, em và gia đình băn khoăn rằng không biết sau khi tốt nghiệp ngành cơ điện tử ra trường thì có thể làm những công việc gì và có thể xin việc ở đâu. Thì xin mời thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho em. Để trả lời câu hỏi em thì thực tế là ngành cơ điện tử ra sẽ có nhiều cấp độ làm việc tùy thuộc vào cái năng lực và trình độ của em sau khi ra trường. Thì cơ bản nhất là cơ điện tử chúng ta sẽ làm ở hai mảng, đó chính là vận hành máy và bảo trì bảo dưỡng máy. Như chúng ta đã biết rằng là cái hệ thống hiện đại ngày nay á, là rất là nhiều thiết bị cần phải liên kết lại với nhau. Chẳng hạn như chúng ta phải điều khiển các hệ thống cơ khí, chúng ta phải điều khiển các hệ thống dàn năng v.v. để chúng ta có thể điều khiển một cái nhà máy. Thì chính vì vậy là sinh viên cơ điện tử ra thì sẽ thường làm ở vị trí là vận hành máy. Một vị trí khác mà sinh viên cơ điện tử ra sẽ đảm nhận đó chính là vị trí là bảo trì bảo dưỡng máy. Thì đây cũng là một trong những cái môn học mà chúng tôi đang đào tạo rất là kỹ để cho các em có thể thực hiện được. Thì như chúng ta biết rằng là nhà máy hiện nay không có một nhà máy nào gọi là thuần cơ khí hoặc là thuần điện. Đó, thì chính vì vậy để bảo trì bảo dưỡng những thiết bị này thì chúng ta cần một sinh viên, một người có thể là am hiểu về cơ khí và vừa am hiểu về điện để chúng ta có thể bảo trì bảo dưỡng được. Bên cạnh đó thì việc bảo trì bảo dưỡng cần đảm bảo rằng là chúng ta không phải là tới lúc mà chúng ta hư thì chúng ta mới bảo trì bảo dưỡng, mà chúng ta phải bảo trì bảo dưỡng theo dạng gì đó, tức là chúng ta phải biết rằng là tới thời điểm nào thì thiết bị sẽ gần hư để chúng ta có thể thay thế được. Và chính vì vậy thì sinh viên của chúng tôi có thể là đảm nhận được những vai trò như vậy. Bên cạnh đó thì đây là hai cấp độ thấp nhất các bạn làm. Trong các cái chương trình đào tạo ngành cơ điện tử thì chúng ta còn có thêm một cái mảng nữa, đó chính là thiết kế hệ thống cơ điện tử. Thì như các bạn thấy rằng là chúng ta thấy những cái mô hình mà chẳng hạn như cái mô hình xe ô tô, những cái mô hình cơ khí mà mô phỏng trên các cái truyền hình hoặc là các cái kênh YouTube thì nó sẽ được vẽ thiết kế thành hệ thống Inventor hoặc là SolidWorks. Thì trong chương trình của chúng tôi có một cái môn gọi là môn vẽ thiết kế hệ thống cơ điện tử và các môn gọi là lắp ráp vận hành hệ thống cơ điện tử. Thì sinh viên chúng tôi sẽ được đào tạo để có thể thiết kế hệ thống này. Tất nhiên là các bạn làm vị trí này, các bạn là những sinh viên khá giỏi của ngành cơ điện tử thì sẽ đảm nhận. Và các bạn biết rằng là lương của những lĩnh vực này thì nó khá cao, giống như là nãy là vận hành và do bảo trì máy thì lương của chúng tôi, sinh viên của chúng tôi theo khảo sát thì nó sẽ từ 7 đến 9 triệu, nhưng mà đối với ngành thiết kế hệ thống thì lương có thể là lên từ 11 đến 12 triệu đối với sinh viên có thể đảm nhận được. Cao cấp hơn là các bạn sẽ đứng đầu một nhóm thiết kế luôn một hệ thống, tức là nãy chúng ta gọi là gia công về bản vẽ. Thì trên đó nữa thì chúng ta còn một mảng nữa, đó chính là chúng ta sẽ thiết kế luôn cái hệ thống với quy mô. Thì tất nhiên là sau khi các bạn làm 1-2 năm và các bạn có thể tham gia vào những cái chương trình sơ cấp nâng cao của ngành cơ điện tử mở ra thì các bạn có thể tham gia vào cái lĩnh vực đó. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là hệ thống năng lượng mặt trời hiện nay cũng khá nhiều đó. Thì các bạn thấy rằng là hiện giờ nhà nhà lắp năng lượng mặt trời thì sinh viên ngành cơ điện tử chúng ta ra tham gia cũng có thể là thực hiện lắp đặt. Và chúng tôi cũng đã đang liên kết với công ty Avimet là gửi sinh viên thực tập đến lĩnh vực này cho các cái công ty ở địa bàn tỉnh An Giang. Hoặc là chúng ta thấy rằng là các hệ thống vận hành bên thuốc của người, tức là giống như là bên điều chế thuốc nè, bên các vận hành bên nhà máy gạo thì chúng ta vẫn có những cái sinh viên chúng tôi thực tập, và chúng tôi là gọi là đào tạo liên kết đào tạo doanh nghiệp, tức là các bạn xuống doanh nghiệp học một phần lý thuyết của môn đó, sau đó các bạn sẽ được thực hành trực tiếp kinh nghiệm, sau đó lại quay về trường học tiếp tục hành cuối cùng của môn đó và rút ra được những cái kinh nghiệm để cho các bạn có thể là hoàn chỉnh cái kiến thức của mình hơn. Chính vì vậy khi mà sinh viên chúng tôi đào tạo ra trường thì các doanh nghiệp sẽ nhận ngay các sinh viên đó, tại vì họ đã làm quen với các cái máy móc và thiết bị của công ty rồi. Đó là những cái công việc mà sinh viên cơ tử làm. Bên cạnh đó thì để mà đi sâu hơn, tức là các bạn mà đam mê nghiên cứu về deep learning hoặc AI thì các bạn có thể học những cái thiết bị chẳng hạn như là chế tạo chatbot, hoặc là các bạn đam mê robot mà giống như các bạn sinh viên mà nãy chúng ta làm đề tài thì các bạn có thể là chế tạo những con robot phục vụ. Thì đó là những cái lĩnh vực mà các bạn làm. Bên cạnh đó thì trường tôi đã hẹn ngang cũng đang tập trung nhiều vào lĩnh vực cơ điện tử trong nông nghiệp. Tức là các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có những hệ thống tưới tự động, tức là chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng tưới cây để nó vừa hao nước mà chúng nó vừa lại là
Ảnh phí năng lượng. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ có những hệ thống tưới tự động. Mà những hệ thống tưới tự động này thì chúng ta càng mỏi học chuyên sâu để cho đất, cho cây học được càng là khi nào cái cây đó nó cần nước, khi nào cái cây nó cần phân bón. Thì đó là những cái lĩnh vực mà bên cơ điện nông nghiệp và trường cao đẳng nghề cũng như là định hướng của ban giám hiệu cũng đang mong muốn rằng là chúng ta là một tỉnh phát triển nông nghiệp. Chính vì vậy thì chúng ta cũng đang mong muốn rằng là chúng ta sẽ ứng dụng được nhiều cái tự động hóa và những cái thông minh trong cái sản xuất nông nghiệp. Đó là những cái lĩnh vực mà các bạn có thể là làm trong cái sau khi học tốt nghiệp của ngành cơ điện tử. Xin cảm ơn thầy. Và một câu hỏi các bạn gửi tin nhắn qua cho fanpage. Em chào thầy ạ. Thì qua chương trình cũng như là cái chủ đề của chương trình hôm nay thì em thấy có phần giới thiệu cơ điện tử học chương trình đào tạo quốc tế của Đức tại trường cao đẳng nghề An Giang. Như vậy thì xin thầy có thể cho biết rõ thêm những cái thông tin có liên quan đến cái chương trình đào tạo quốc tế của Đức như thế nào không ạ? Xin được mời thầy. Xin cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của bạn. Đó, thì đúng là chủ đề hôm nay thì các bạn thấy rằng là tất cả các trang thiết bị của trường cao đẳng An Giang đối với ngành cơ điện tử là được đào tạo, được tài trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức. Các thiết bị của tôi được chở trực tiếp từ châu qua lắp đặt, và tất nhiên là khi mà trước khi lắp đặt các thiết bị á, thì đã là được các chuyên gia đánh giá về độ an toàn của xưởng và cũng như là đảm bảo các tiêu chuẩn của châu Âu. Thì đầu tiên thì các bạn thấy rằng là chương trình của chúng tôi là được học trên thiết bị của Đức. Thứ hai, về mặt giáo viên thì tất cả những giáo viên của chúng tôi hiện giờ là chúng tôi đang có là 9 trên 10 giáo viên là đạt trình độ thạc sĩ, và trong đó là đang có một người là đang hoàn thành chương trình thạc sĩ. Thì coi như là chúng ta đã có gần như là 100% là trình độ thạc sĩ. Bên cạnh đó là giáo viên thường xuyên là đã được là đào tạo tập huấn bởi tổ chức học cấp Đức, và chúng tôi làm việc trực tiếp với các chuyên gia Đức sang Việt Nam để chúng ta huấn luyện tập huấn cho giáo viên để khai thác sử dụng các cái trang thiết bị mà của Đức tài trợ. Bên cạnh đó thì ngoài việc mà chúng ta tập huấn trong nước á, thì giáo viên của chúng tôi cũng đã đi tập huấn ở các nước ngoài, ví dụ chẳng hạn như là Malaysia, hoặc là thậm chí là một số giáo viên chúng tôi đã được qua bên Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo để chúng ta học và nắm bắt những cái kỹ thuật, và cũng như là đảm bảo rằng là chương trình đào tạo của cơ điện tử nó sẽ đi theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Nhà trường hiện nay thì đang hợp tác với một cái công ty Halo để chúng ta sẽ sau khi mà sinh viên của trường được ra trường thì sẽ tham gia vào thị trường lao động Đức, thậm chí là các bạn có thể là có những cơ hội mà học tập nâng cao hơn nữa. Tức là Đức thì nó sẽ có hai đào tạo, tức là đào tạo về đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao. Thì sau khi các bạn đã học những cái chương trình bên chúng tôi rồi thì qua bên Đức các bạn vẫn có thể là vừa làm và vừa học nâng cao hơn. Ngoài ra thì nhà trường cũng dự kiến sắp tới là hiện giờ là đang bị dịch Covid nên cái dự án này nó cũng đang hơi chậm lại một tí. Đó là dự án về phát triển trung tâm tiếng Đức, tức là nhà trường sẽ mở một cái trung tâm tiếng Đức đào tạo tiếng Đức để chúng ta sẽ đào tạo cho sinh viên. Tức là các bạn học là cao đẳng là 2 năm rưỡi và trung cấp là 2 năm, thì song song vào thời gian đó các bạn có thể là chúng ta sẽ học tiếng Đức song song luôn, để khi mà các bạn ra trường và đã đạt được tiêu chuẩn và đánh giá của Đức rồi thì chúng ta lại là có thể là tham gia ngay vào thị trường lao động bên đó. Bên cạnh ngoài các cái vấn đề mà tham gia thị trường của châu Âu thì nhà trường cũng đang liên kết với công ty MBS để có thể là cho hỗ trợ các bạn đi tham gia vào thị trường lao động ở Nhật Bản. Các bạn có thể là tham gia vào học tiếng Nhật, và sau khi mà chúng ta ra trường chúng ta sẽ tham gia. Hiện giờ thì sinh viên của tôi á, thì đang bên Nhật khá nhiều. Còn sinh viên mà đang chuẩn bị mà tham gia Đức thì phải là kết thúc một cái chương trình đào tạo thì chúng ta mới tiến hành được. Còn bên Nhật thì hiện giờ là sinh viên của ngành cơ điện tử của trường cao đẳng An Giang thì đang làm việc bên đó cũng khá đông. Đó là những cái thông tin mà cho các bạn nắm. Thì đầu tiên đó là về thiết bị, thứ hai là về con người giáo viên, và thứ ba là các chương trình của chúng tôi đã được chuyên gia hỗ trợ trực tiếp, là những chuyên gia người Đức có những kỹ năng và có những cái kiến thức rất là vững về ngành cơ điện tử đã hỗ trợ làm việc trực tiếp với giáo viên của chúng tôi để đảm bảo rằng là sinh viên ra thì phải đảm bảo được là chuẩn. Thậm chí là chúng tôi đã có những giáo viên tham gia vào các cái chương trình đánh giá chất lượng đầu ra của Cộng hòa Liên bang Đức. Xin được cảm ơn những cái thông tin rất là thú vị từ chỗ diễn giải của chúng ta vừa cung cấp. Thì qua cái phần giới thiệu này, chúng ta thực sự là thấy đây là một cái ngành rất là đáng để mà cân nhắc và suy nghĩ để chúng ta có thể là quyết định vào học cái ngành này. Thì có một câu hỏi của một bạn vừa gửi đến chương trình. Thưa thầy,
em là nữ học sinh, như vậy thì theo học nghề này có được hay không, và có quá vất vả hay không, và có nội dung gì mà nữ không học được không? Sau này khi đi xin việc liên quan đến ngành cơ điện tử thì nhà tuyển dụng có ưu tiên hơn so với các bạn nam hay không? Thì chắc có lẽ đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị, thì xin mời thầy Tài sẽ trả lời cho bạn. Xin cảm ơn một câu hỏi của một bạn đã dám nói lên đam mê và yêu thích kỹ thuật của mình. Thực tế thì phụ nữ làm kỹ thuật ở các quốc gia châu Âu hoặc là ở các quốc gia khác thì nó khá đông, nhưng riêng ở Việt Nam thì phụ nữ làm bên mảng kỹ thuật đó thì không nhiều. Tất nhiên là tôi vẫn biết rằng là có những người nữ tham gia làm bên mảng kỹ thuật rất là thành công, thậm chí là có những người làm chức lớn, chẳng hạn như là phó giám đốc của tập đoàn Ford Việt Nam cũng là một cái người nữ. Thì như vậy thì phụ nữ không có vấn đề gì khi mà chúng ta học về bên kỹ thuật cả. Đặc biệt là đối với cơ điện tử thì về bản chất chúng ta sẽ ứng dụng các cái hệ thống tự động hóa vào. Các bạn thấy rằng là hiện nay giống như là các bạn muốn tiện file bào một cái sản phẩm gì đó, và các bạn muốn là nâng những cái dạng nặng, thì chúng ta không phải là súng nhau lại mà chúng ta nâng mặt nó lên. Đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống máy móc của chúng ta thực hiện. Hoặc là chúng ta chẳng hạn như chúng ta muốn xiết một con ốc thì chúng ta không phải là chúng ta phải dùng hết sức của người nữ chúng ta xiết con ốc đó, thì chúng ta vẫn có những thiết bị để hỗ trợ. Bên cạnh đó, riêng đối với mảng cơ điện tử thì phụ nữ thì thường sẽ làm một cái mảng gọi là cấp cao hơn, tức là vận hành máy và thiết kế hệ thống cơ điện tử. Nữ thì sẽ ít làm trên mảng bảo trì, nhưng mà vẫn có những bạn đang làm trong cái mảng bảo trì. Nhưng mà những mảng mà dễ dàng cho phụ nữ đó chính là vận hành máy và chẳng hạn như thiết kế hệ thống. Giống như hôm trước thì có một anh phó giám đốc một cái công ty ở An Giang cũng tâm sự với tôi rằng là bên thị trường Kiên Giang ấy cũng có một bạn cũng học cơ điện tử và đang làm bên đó, và bạn ấy nắm toàn bộ hệ thống thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời của bên thị trường đó luôn. Tức là các bạn nam cứ leo lên đi và chụp hình gửi xuống cho bạn nữ đó, thì bạn nữ đó sẽ ngồi ở nhà thiết kế, và trong vòng 1-2 tiếng hồ sau là gửi bản thiết kế về năng lượng mặt trời áp mái cho cái đơn vị đó, và bạn ấy chỉ ngồi một nhiệm vụ, nhất là ngồi vẽ thiết kế và vẽ thiết kế. Và anh ấy nói bây giờ em làm sao em đào tạo cho anh là được một bạn như vậy. Em mới nói là bây giờ em đang có một vài bạn nữ đang tham gia học, em cũng hy vọng rằng là sau khi mà mới học năm nhất thôi, và sau khi 2 năm nữa thì hy vọng là các bạn ấy có thể là đạt được những cái trình độ như vậy. Bên cạnh đó thì bên ngành cơ điện tử của trường đó thì cũng sẽ có những bạn nữ tham gia học, ví dụ chẳng hạn như là khóa K1 cũng có bạn tham gia học, và hiện giờ bạn ấy đang làm công việc ở trên Bình Dương. Hoặc là khóa mới đây là khóa K4 thì cũng đang có một bạn học trung cấp, là nữ học trung cấp, và một bạn nữ đang học cao đẳng. Thì cũng xin lưu ý với các bạn ấy thì tổ chức Hợp tác Đức đang muốn là chúng ta sẽ xóa bỏ đi những cái định kiến về việc là nữ không thể học kỹ thuật, và thực tế là nữ hoàn toàn có thể học kỹ thuật. Chính vì vậy thì khi mà nữ học cao đẳng ngành cơ điện tử của trường cao đẳng Nghệ An sẽ được tổ chức Hợp tác Đức tài trợ một học bổng trị giá là 24 triệu đồng. Khi mà các bạn tham gia học, tức là các bạn sẽ không lo về vấn đề về tài chính nữa, và tài chính sẽ được cho tổ chức Hợp tác Đức tài trợ cho chúng ta, để chúng ta có thể tham gia học một cách tốt hơn. Bên cạnh đó thì các bạn nữ mà học và trung cấp thì các bạn sẽ được hưởng các cái chế độ là miễn giảm 100% học phí đối với lĩnh vực đối với các bạn học trung cấp của cơ điện tử của ngành của trường cao đẳng Nghệ An. Đó cũng là một số thông tin để cho các bạn đừng có băn khoăn quá về việc mà nữ không học kỹ thuật. Thực tế thì mình nữ sẽ giỏi với bên mảng thiết kế nhiều hơn đối với nam giới, mà mình thấy như vậy, mà những sinh viên nữ mình thì khá giỏi bên mảng đó. Xin chào bạn. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn cũng như là phần giải đáp của thầy. Và một câu hỏi tiếp theo gửi cho chúng tôi đến từ một bạn. Thưa thầy, qua chương trình thì thầy có thể cho em biết thêm về khả năng tiếp xúc với doanh nghiệp trong quá trình học tập và ra trường đi làm được không ạ? Xin cảm ơn thầy. Thì xin mời thầy sẽ trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn một câu hỏi rất là hay của các bạn. Thì một trong những điều băn khoăn nhất khi mà chúng ta tham gia học đó chính là chúng ta sẽ đi kiếm việc làm. Đó. Và điều này là cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy thì cũng hiểu được nỗi băn khoăn của bạn. Tuy nhiên, mình cũng xin nói luôn với các bạn nghe, nói là chúng ta đang bước đến giai đoạn là công nghiệp 4.0. Và cái gì là 4.0? Cái cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên của chúng ta đó là cuộc cách mạng công nghiệp về cơ khí. Cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là cuộc cách mạng về điện, và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là cuộc cách mạng về công nghệ thông tin, và cuộc cách mạng lần thứ tư chính là cuộc cách mạng về chia sẻ.
Và chia sẻ là gì? Chia sẻ chính là chúng ta sẽ kết nối tất cả những thiết bị lại với nhau và một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo rằng chúng ta có thể tiếp bước trong một cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam, đó chính là lĩnh vực cơ điện tử. Tại vì chúng ta thấy rằng hiện giờ cái tủ lạnh của chúng ta ở ngoài thì chúng ta vẫn có cơ khí, vẫn có điện, vẫn có các thiết bị, thậm chí là thông minh tới mức mà tôi ở nhà tôi có thể là điều chỉnh được nhiệt độ của cái tủ lạnh đó, và đó là một sản phẩm cơ điện tử. Chính vì vậy các bạn ra thì các bạn cũng yên tâm về vấn đề việc làm. Hiện giờ sinh viên của trường chúng tôi thì đang làm ở hai mảng lớn. Một là hai vị trí, tức là đầu tiên là các bạn sẽ tham gia làm ở các công ty địa phương ở tỉnh An Giang. Thì các công ty địa phương đó chúng ta thấy rằng đó là các bạn sẽ có thể là làm ở chẳng hạn như công ty Agimed Farm, công ty là bảo vệ thực vật An Giang vân vân, thì chúng ta có thể là làm ở những mảng đó bên cái lĩnh vực vận hành máy và bảo trì thiết bị, bảo trì thiết bị. Các bạn ở xa hơn thì các bạn sẽ có thể là làm ở các công ty ở Sài Gòn, và mình biết rằng là nhiều bạn làm đến vị trí là trưởng nhóm, nhiều bạn đã làm ở vị trí trưởng nhóm và các bạn đã thực hiện tốt cái vị trí đó, và lương các bạn là khi ra trường đã đạt đến mức là 11 đến 12 triệu đối với các bạn là trưởng nhóm. Bên cạnh đó thì có những bạn giỏi hơn, các bạn sẽ thực hiện là làm ở những cái mảng thiết kế giống như mình giới thiệu lúc đầu ấy, tức là các bạn giỏi chuyên mình thiết kế, các bạn có kiến thức nền tốt hơn thì các bạn đang thực hiện điều đó. Xin được cảm ơn thầy. Và một câu hỏi nữa dành cho thầy là trong quá trình học tập thì em có thể tham gia thực tập ở đâu và thời gian thực tập trong khóa học là bao lâu? Xin được cảm ơn thầy. Thực tế đó, về cơ điện tử thì chúng ta có một hội đồng tư vấn nghề nghề cơ điện tử. Chính vì vậy thì các bạn sẽ thực tập xuyên suốt trong quá trình mà chúng ta học. Chúng ta sẽ có hai dạng thực tập. Thực ra thì đối với đào tạo nghề thì chúng ta sẽ có 80% là chúng ta sẽ học thực hành, 20% là học lý thuyết. Chính vì vậy là chúng ta có 8 sự thực hành để cho các bạn có thể thực hành liên tục suốt trong quá trình chúng ta học. Bên cạnh đó thì giống như giới thiệu lúc đầu, chúng tôi có một hội đồng tư vấn nghề cơ điện tử. Các công ty, trong đó có các công ty tham gia. Chính vì các công ty này sẽ nhận các sinh viên của chúng tôi đi thực tập theo từng chuyên đề một. Ví dụ chẳng hạn công ty Agimed Farm đang nhận cho sinh viên chúng tôi thực tập trên lĩnh vực là năng lượng mặt trời. Tức là chúng ta sẽ sau khi chúng ta học một vài chục tiết đầu để chúng ta nắm được các kiến thức cơ bản, thì chúng ta lại quay qua chúng ta lại học về lĩnh vực thực hành trực tiếp là nơi sản xuất luôn. Tức là công ty sẽ đi lắp đặt và sinh viên của chúng tôi sẽ tham gia quá trình đó, và sau đó các bạn lại quay về trường thì giáo viên sẽ đóng góp nhận xét để cho các bạn hoàn thiện các kỹ năng đó. Thì nên các bạn yên tâm vào vấn đề tập đối với lĩnh vực hành chúng tôi, thì chúng tôi có hệ thống xưởng, chúng tôi có hệ thống doanh nghiệp liên kết đào tạo, thì việc thực hành sẽ rất là đảm bảo. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn, và cũng xin được cảm ơn thầy Tài. Thì có một câu hỏi đến từ tin nhắn của fanpage như sau. Thưa thầy, em là một học sinh nữ đã từng tham gia vào hội thi Robocon của trường mình tổ chức vào tháng 4 vừa qua. Thì sau quá trình tìm hiểu về ngành cơ điện tử thì em lúc này đang có nguyện vọng muốn vào học ngành này ở tại trường mình. Như vậy thì em sẽ được ưu tiên gì đối với ngành này? Vừa qua thì đội của em đã đạt được giải nhất trong cái cuộc thi Robocon. Trước tiên thì xin chúc mừng bạn đã đạt được giải nhất của cuộc thi, và các bạn thấy rằng là trong cái cuộc thi chúng ta rằng các bạn nữ vẫn có thể là đạt được những thành tích cao, và tôi cũng rất là vui là những cái bạn mà tham gia điều khiển, những cái đội mà cho bạn nữ tham gia điều khiển hoặc là cho bạn nữ tham gia trực tiếp vào các quá trình chế tạo cuộc thi á, thì các bạn cũng đã đạt được những giải nhất nhì ba trong cuộc thi. Thì như nhà trường đã nói rằng là các bạn sẽ có một cái cơ hội nhận được một cái học bổng, suất học bổng của Cộng hòa Liên bang Đức do tổ chức hợp tác Đức tài trợ, trị giá 24 triệu. Bên cạnh đó thì qua quá trình học thì các bạn khi mà chúng ta tham gia học, chúng ta sẽ tiếp cận được những hạn như một những cái kho tư liệu, những kho thư viện, và cũng như là được hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ chẳng hạn như các bạn khi các bạn được điểm số cao, các bạn có thể nhận được học bổng khuyến khích của trường, tức là bên cạnh cái học bổng của lời giác ra, các bạn nhận được học bổng khuyến khích của nhà trường theo đúng cái tiêu chuẩn học. Như vậy thì qua cái phần trao đổi của thầy thì Thiên Thanh thấy là tổ chức GIZ của Đức là đang muốn thu hút các bạn nữ sinh viên để tham gia vào học cái ngành này, đúng không ạ? Và một cái câu hỏi nữa đang gửi đến cho chương trình thì bạn có hỏi như thế này.
năm nay em đã học xong đại học nhưng ra trường chưa có việc làm, thì thầy có thể cho em biết là bây giờ em có thể theo học ngành cơ điện tử hay cao đẳng ở trường được không ạ? Một câu hỏi rất là thú vị đến từ bạn, và cũng mình cũng xin chia sẻ bạn luôn là mình có những sinh viên đã hoàn thành chương trình đại học 4 năm sau đó đi làm 1 năm và các bạn ấy không kiếm được việc làm hoặc là kiếm những việc làm dạng giống như là không đúng vào ngành nghề. Chính vì vậy các bạn lại quay ngược lại trường, và mình đã chứng kiến khoảng 5 trường hợp như vậy, đó là do thì các bạn là vẫn có thể khi mà chúng ta đã lỡ, chúng ta lựa chọn sai lĩnh vực thì các bạn có thể là có cũng có cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục học cái chương trình. Và thực tế đây là một cái thực tế của xã hội, tức là khi các bạn tốt nghiệp 12 thì gia đình thường sẽ chúng ta định hướng với chúng ta là phải học đại học. Mặc dù là có các bạn sẽ không đủ khả năng chúng ta thi vào những trường đại học lớn, thì các bạn gia đình sẽ chấp nhận bỏ một số tiền cực kỳ lớn, chẳng hạn là một vài trăm triệu để cho các bạn đóng học phí học ở một cái trường mà chúng ta không đảm bảo được chất lượng nhưng mà vẫn có cái mắt đại học. Thì sau khi ra trường xong rồi thì các bạn lại gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì thị trường lao động hiện nay các doanh nghiệp không quan trọng bằng cấp, mà chúng ta quan trọng là các bạn sẽ đóng góp gì cho doanh nghiệp đó. Chính vì vậy khi các bạn đã nhận ra rằng là bây giờ là ông doanh nghiệp đang thiếu lĩnh vực tự động hóa, đang thiếu lĩnh vực về điện tử, các bạn lại quay ngược lại chúng ta học là cao đẳng. Thậm chí các bạn, một số bạn đã sai lầm hơn, các bạn học lên thạc sĩ. Thạc sĩ là sau đó các bạn lại không kiếm được việc làm, thì cuối cùng các bạn mới ngộ nhận ra rằng là doanh nghiệp bây giờ người ta cần kỹ năng chứ không phải là cần bằng cấp, thì các bạn lại quay ngược lại học trung cấp luôn chứ không phải là học cao đẳng nữa. Để chi? Để thời gian học trung cấp nó có 2 năm thôi, các bạn không muốn lỡ bỏ lỡ nữa thì để các bạn có thể làm ra để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Và hiện giờ các bạn thấy rằng là doanh nghiệp đang cần rất là nhiều những người thợ có tay nghề ngồi đúng vị trí, làm đúng cái công việc của mình để có thể là đảm bảo được cái sản xuất. Chính vì vậy thì mình nghĩ rằng là việc mà các bạn không nên mặc cảm, tại vì sinh viên của mình thì cũng nhiều bạn, thậm chí có những bạn đã thi được đậu được những cái trường đại học đó, hoặc là thậm chí là những bạn đã học được 2-3 năm rồi thì vẫn quay lại trường, và cuối cùng có những bạn là chúng ta đã đi làm rồi thì vẫn quay lại trường, thì các bạn đó cũng đã ra trường và cũng dựa vào những cái kiến thức, những kỹ năng mà nhà trường đào tạo cũng đã kiếm được những công việc ổn định và góp phần cho chúng ta là hỗ trợ gia đình mình. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Và một câu hỏi tiếp theo là chào thầy, tôi ở An Phú và con của tôi thì mới học xong lớp 9 và chúng tôi cũng có nguyện vọng để cho nó theo học nghề ở tại trường và tốt nghiệp trung học phổ thông, thì xin nhờ thầy tư vấn giúp cho chúng tôi. Xin cảm ơn câu hỏi rất là hay từ phụ huynh từ An Phú. Thì cũng xin chia sẻ là đối với chúng ta học lớp 9 thì các bạn có thể là học trung cấp, và hiện giờ nhà trường đang đào tạo song song, tức là các bạn khi mà chúng ta học trung cấp các bạn có thể vừa học song song là hệ văn hóa với thường xuyên, thì sau khi 3 năm đó thì các bạn vẫn có thể là thi tốt nghiệp 12 được bình thường. Và bên cạnh đó thì cái một cái điều lợi hơn so với những bạn bè mà không lựa chọn học trung cấp là các bạn ra trường, những bạn kia thì ra trường các bạn chỉ được bằng 12 thôi, nhưng mà đối với các bạn mà tham gia học hệ trung cấp thì các bạn vừa có bằng trung cấp, tức là tham gia được vào thị trường lao động ngay lập tức luôn, và các bạn lại có cơ hội thi được tốt nghiệp 12. Thì chính vì vậy thì các bạn sẽ có lợi thế rất là nhiều, và trong quá trình mà các bạn đã đi làm các bạn có thể liên thông lên cao đẳng, tức là khoảng từ năm 19 tuổi thì các bạn đã có thể được bằng cao đẳng, và thậm chí các bạn có thể liên thông lên đại học, thì thời gian sẽ rút ngắn hơn. Thì theo tính toán của chúng tôi, với các bạn mà học liên tục thì các bạn có thể là thay vì các bạn là năm 23 tuổi đối với trường hợp bình thường các bạn mới có thể là lấy được bằng đại học và tham gia thị trường lao động, thì đối với trường hợp mà học trung cấp như quý cụ Linh nói thì chúng ta là có thể là tham gia vào thị trường lao động ngay căng là năm lớp 12 luôn, và sau đó các bạn lại liên thông tiếp tục và học hỏi kinh nghiệm tiếp tục, và các bạn có thể là lấy bằng đại học năm 21 tuổi, tức là sẽ ngắn hơn nhiều so với các bạn học trực tiếp đại học. Và trong khi đó là các doanh nghiệp sẽ rất là thích những cái trường hợp này, tức là các bạn vừa có những kỹ năng này, các bạn vừa những kiến thức chuyên môn, quản lý chuyên môn tốt, thì các bạn sẽ dễ dàng kiếm được việc làm tốt hơn. Trong khi bạn bè mình năm 23 tuổi, 22-23 tuổi khi ra trường thì các bạn chỉ là chưa có kinh nghiệm gì cả, thì những bạn mà tham gia học trung cấp ở trường cao đẳng Ngàn Giang thì các bạn đã có kinh nghiệm
là 4-5 năm đi làm, và các bạn có thể giữ được những cái vị trí cao trong công ty và những cái vị trí mà chúng ta có những mức lương cao trong công ty. Xin được cảm ơn thầy. Và qua cái phần tư vấn của thầy Tài thì cũng hy vọng là với phụ huynh cũng như là gia đình chúng ta có câu hỏi rồi, chúng ta có thể cân nhắc để cho con mình theo học cái ngành này ở trường Cao đẳng Nghề An Giang. Và một câu hỏi tiếp theo của chương trình, thưa thầy, ở nhà của em ở chợ mới và có truyền thống trồng nấm rơm, thì cho em hỏi là nếu như em theo học ngành cơ điện tử thì em có thể ứng dụng được những kiến thức trong cái ngành này để giúp đỡ cho gia đình trong cái việc trồng nấm rơm được hay không ạ? Xin mời thầy. Cảm ơn một cái suy nghĩ là chúng ta không phải là ra để đi làm, học để đi làm, chúng ta học để chúng ta khởi nghiệp, giống như tinh thần khởi nghiệp mà chính phủ Việt Nam đang triển khai rất là nhiều hiện nay. Thì các bạn biết rằng là nãy mình có nói với các bạn là chúng ta có một cái đề tài được giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, và đó là một cái đề tài về điều khiển hệ thống trong nấm rơm của một bạn sinh viên ở chợ mới. Rất là tình cờ là bạn sinh viên này cũng đang ở chợ mới, và bạn ấy đã nâng cao giá trị của nấm rơm. Tức là trước đó bạn ấy là trồng nấm rơm ở ngoài trời, trồng ở ngoài trời thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào thời tiết, chúng ta sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, và thậm chí có những trường hợp là các bạn ấy là nhà các bạn ấy là mất trắng luôn, tức là không thu hoạch được một cây nấm rơm nào cả. Sau đó là bạn ấy đi tìm hiểu, và trong quá trình học ấy thì nhờ mình tư vấn và hướng dẫn đề tài nghiên cứu đó, thì các bạn đã đem nấm rơm vào nhà để trồng. Thì trong quá trình nghiên cứu thì thầy trò cũng rất là gặp nhiều khó khăn, và cuối cùng khi nghiên cứu ra thì thứ nhất là làm sao điều khiển được nhiệt độ, độ ẩm trong cái nhà trồng nấm rơm đó để đảm bảo rằng là cái nấm rơm sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó thì nấm rơm nhà mà hãy sản xuất ấy, nó có một ưu điểm là thứ nhất là tất cả đồng đều, thứ hai là chúng ta cái màu của cái nấm rơm nó không ra màu đen mà nó là màu trắng, thì giá trị của cái nấm rơm nó cao hơn. Tức là thường thì thay vì bình thường á, giá bình thường thì theo mình nói là bạn ấy nói là thương lái thu mua sẽ tầm khoảng 60.000, nhưng mà đối với nấm rơm nhà bạn ấy thì thường sẽ cao hơn 5-8.000, tùy thuộc vào thời điểm, và tất cả những nấm rơm nhà bạn sản xuất đều có thể là được bán hết. Thì đó cũng là một trong những đề ý mà các bạn có thể tham khảo. Tức là nãy mình có nói là nhà trường rất là chú tâm đến ngành lĩnh vực cơ điện tử trong nông nghiệp, tức là chúng ta học ngành cơ điện tử rồi, các bạn nghe, các bạn ứng dụng trực tiếp lên các cái kinh tế quê là mình. Ví dụ chẳng hạn bạn có trồng rau, các bạn có chăn nuôi, bạn có thể ứng dụng các hệ thống tự động này vào trong các cái sản xuất gia đình, thì đây cũng là một phát triển địa phương lên, chứ không phải là nhất thiết chúng ta học ra xong rồi chúng ta sẽ đi làm ở công ty này, công ty nọ. Nhưng mà chúng ta học ra xong rồi ở đối với đây, chúng ta hoàn toàn có thể là tự thân khởi nghiệp được. Xin được cảm ơn thầy Tài. Và một câu hỏi tiếp theo, chào thầy, em mới tốt nghiệp lớp 9 nhưng mà gia đình hoàn cảnh quá khó khăn, em muốn học nghề để có thể nhanh chóng phụ giúp cho gia đình, thì thầy có thể cho em biết là em có thể theo học ngành cơ điện tử được hay không, và nhà trường có những chính sách nào hỗ trợ cho học sinh khó khăn hay không ạ? Xin cảm ơn một bạn cũng đã đặt câu hỏi này. Thì thứ nhất là các bạn lớp 9 mà học ngành cơ điện tử của trường Cao đẳng Nghề An Giang sẽ được miễn 100% học phí theo quy định của chính phủ Việt Nam. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ tiếp cận được các công nghệ mới, mà chẳng hạn như mình nói là cái chủ đề hôm nay chúng ta là học chương trình và đào tạo đức, tức là tiếp cận được thiết bị, tiếp cận được các cái công nghệ, tiếp cận được cơ hội để chúng ta có thể là phát triển bản thân lên. Bên cạnh đó thì nãy thì có phụ huynh nói là con của tôi là ở An Phú, ở xa, thì mình cũng tôi cũng xin lỗi là tôi quên nói rằng là trường chúng tôi có một cái ký túc xá có là 1.700 chỗ dành cho sinh viên ở xa có thể ở được, và với chi phí cực kỳ thấp, là đối với cái giá cao nhất là khoảng 168.000 một trên một sinh viên. Và phòng thì rất là rộng rãi, các bạn có thể là ở được thoải mái. Đó là những cái hỗ trợ của trường. Và ký túc xá thì lại sát trường, các bạn hoàn toàn có thể là đi học bình thường, chứ không cần là các bạn là phải cần phải có là biết là bằng lái xe hay gì cả, thì các bạn có thể là tham gia được vào cái hoạt động này. Xin được cảm ơn thầy. Và một cái thông tin tiếp theo thì ngoài những cái chương trình cũng như là những cái dự án mà cơ sở vật chất, thì bên tổ chức đã có hỗ trợ cho chương trình tại trường của mình,
Thì không biết là trong thời gian sắp tới thì tổ chức GLS của Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái chương trình gì, những cái dự án gì liên quan đến cái ngành cơ điện tử ở tại trường mình hay không? Xin thầy cung cấp thêm cái thông tin này cho các bạn có thêm cái động lực để mà suy nghĩ vào cái ngành này ạ. Xin cảm ơn câu hỏi rất là hay. Thực ra thì tổ chức GLS đã hợp tác với trường là từ khâu đào tạo đầu tiên là của giáo viên, tức là từ khi trước khi thiết bị của bên Đức chuyển về thì các giáo viên của ngành đã được đi đào tạo để sử dụng các thiết bị đó, khai thác thiết bị đó. Và sau khi mà quá trình xây dựng xưởng thì tổ chức cũng đã hỗ trợ các chuyên gia nước ngoài để chúng ta tư vấn làm sao cho chúng ta khai thác xưởng hiện đại nhất. Và sắp tới thì nhà trường đang triển khai một cái chương trình học song song với chương trình hiện tại, là chương trình đào tạo theo chuẩn của Đức. Tức là khi các bạn tham gia học xong cao đẳng rồi thì các bạn học thêm một số module nữa để các bạn có thể đạt được chuẩn của Đức. Bên cạnh đó thì ngoài những cái xưởng 8 xưởng thực hành mà tổ chức hợp tác Đức đã hỗ trợ với nhà trường, thì sắp tới thì chúng ta sẽ được hỗ trợ các trang thiết bị về bảo hộ. Thì đây cũng là một trong những vấn đề mà khi chúng ta tôi trao đổi với tổ chức hợp tác Đức ấy, thì họ cũng băn khoăn là lao động Việt Nam ấy, thì khi mà qua nước ngoài hoặc là đi qua châu Âu làm việc thì các bạn là không quen với các thiết bị bảo hộ. Chính vì vậy thì chúng tôi muốn rằng là tạo một cái môi trường là các bạn sẽ quen với việc mà trong cái quá trình làm việc ở các cái phân xưởng thì sẽ là như thế nào, để cho các bạn sẽ tập những cái thói quen từ thời điểm mà các bạn từ năm nhất đến khi các bạn ra trường thì các bạn đã trở thành một cái người công nhân thực thụ, một người thợ có tay nghề để đảm bảo được các tiêu chuẩn đó, để tránh trường hợp mà chúng ta sẽ vi phạm những cái quy định ngoài về tiêu chuẩn an toàn của Đức. Thì hiện giờ là toàn bộ các hệ thống xưởng của chúng tôi đã được chuẩn hóa theo các cái xưởng sản xuất bên đó. Xin được cảm ơn thầy. Và Thiên Thanh cũng thấy là vừa qua thì ở trường của mình cũng đã có phối hợp với chỗ huyện Hàm Phú Tân để mà thực hiện một cái lớp tập huấn ngắn hạn dành cho những người lao động mà đang bị thất nghiệp trong cái giai đoạn bị dịch Covid. Thì không biết là thầy có thể cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả cũng như là các em học sinh biết thêm về cái nội dung này không ạ? Và sắp tới thì sẽ có dự định mở thêm những cái lớp này ở lại những cái huyện khác hay không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn. Thì các bạn cũng theo dõi các thông tin của trường thì đây là một trong những cái sáng kiến của trường khi mà hợp tác với thực hiện hợp tác với tổ chức hợp tác Đức GLS và về triển khai học nghề cho dành cho những người mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Thì các bạn mới biết rằng là hiện giờ giống như An Giang chúng tôi thì tôi và Thiên Thanh cũng phải ngồi ở hai cái phiên trường khác nhau để chúng tôi có thể là trao đổi một cách thoải mái như thế này để thực hiện theo đúng cái chỉ thị 16 của Ủy ban tỉnh. Thì vừa rồi thì trường cũng triển khai các cái lớp học để hỗ trợ với không phải là riêng ngành cơ điện tử không đâu, chúng tôi đã tổ chức chẳng hạn như bên điện, bên động cơ, bên ô tô vân vân, để có thể là hỗ trợ cho những người. Và thậm chí là qua quá trình mà học tập này thì ngoài các bạn sẽ dễ dàng sử dụng những cái kỹ năng mới của mình để có thể là chúng ta tham gia ngay vào thị trường lao động sau khi mà chúng ta đã hoàn thành cái quá trình mà thực hiện giãn cách xã hội. Thì cũng hy vọng rằng là dịch ở Việt Nam cũng sẽ sớm để chúng ta kết thúc và tức là sớm được khống chế và các cái lao động Việt Nam sẽ sớm tham gia vào thị trường lao động. Thì như vậy các bạn đã tham gia vào cái chương trình đào tạo lao động cho người yếu thế á, thì chúng ta sẽ có thể là tham gia ngay vào thị trường và chúng ta sẽ đóng góp ngay cho nước xây dựng và khôi phục lại nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tài, giảng viên của khoa cơ điện tử. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua 45 phút để cùng theo dõi cái phần trò chuyện của chương trình ngày hôm nay với chủ đề là cơ điện tử học, chương trình đào tạo quốc tế của Đức tại trường cao đẳng nghề An Giang. Và dĩ nhiên là còn rất là nhiều thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị cũng như là các em học sinh. Thì để tiếp tục đặt câu hỏi cho chương trình thì các bạn có thể đặt trực tiếp ở tại dưới comment cũng như là qua các tin nhắn của fanpage. Và sau cái buổi livestream hôm nay thì các cái diễn giả cũng như là những người phụ trách của khoa cơ điện tử sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi cho các bạn qua cái phần tin nhắn. Và chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối ngon giấc và xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Xin chân thành cảm ơn.